không? Em biết xí kẹo không? Trời, em biết chứ anh Hai, đồ ngày xưa của em đó. Adu, ai đồ ngày xưa của em luôn hả? Đúng rồi anh Hai. Thì những anh em nào mà chơi game từ lâu á thì cũng biết là xí kẹo chính là một người mà phải nói là nổi tiếng mà nhất nhì trong game này luôn rồi anh em ơi. Đúng kiểu như là huyền thoại luôn ấy. Nhưng mà anh ta là đã bị lãng quên rồi anh em à. Do là bỏ game cũng như là không giao video một thời gian anh em ơi. Nói chung là cũng 3-4 năm rồi đấy. Nhưng mà hôm nay là anh vừa nhắn tin với lại xí kẹo ấy, quay chơi lại game cũng như là solo với em. Chơi hả anh Hai? Bây giờ em dám chơi không? Chơi luôn anh Hai ơi, đủ em mà. Nói chung là idol với Lâm là ngày xưa anh em ơi. Thanh niên Lâm này là mới chơi game là coi xí kẹo anh em à. Nhưng mà hôm nay là không biết là đối đầu với lại là idol của nó là nó có thắng được không ấy. Được. Nhưng mà mình nghĩ là anh xí kẹo bỏ game một thời gian, quay trở lại là cũng thuộc dạng là trình độ cũng không còn như xưa đâu anh em ơi. Nói chung là chủ yếu là muốn là cho anh em biết về anh xí kẹo thôi anh em à. Bởi vì là xí kẹo chính là một người mà phải nói là huyền thoại của tựa game này luôn ấy. Anh em nào biết anh xí kẹo nhớ là comment dưới nha. Bây giờ là chơi luôn nha. Chơi luôn anh Hai. Rồi vô. Hello, lại là mình Sima đẹp trai, có một cùng hai đây. Lại là Bé Lâm kia bên đây. Với lại là Bé Lâm đang đứng ở sảnh với lại là anh xí kẹo anh em ơi. Thì đây chính là huyền thoại trong tựa game Free Fire nha. Nếu bạn nào mà chơi game từ xưa thì cũng biết là anh xí kẹo chính là ai anh em à. Và anh xí kẹo nói chung là bỏ game cũng rất là lâu rồi anh em ơi. Mà mình cũng không biết là nguyên nhân tại sao mà anh xí kẹo là bỏ game nữa anh em ơi. À, thì sẵn là có anh xí kẹo đây là anh cho em với lại là Bé Lâm biết là tại sao mà anh nghỉ game ấy. À, chơi game Free Fire đã đến lúc mà mình phải dừng lại rồi các bạn ơi. Ngày nào cũng cắm đầu vào game, mải mê vào game, rồi còn làm được cái gì nữa. A few inches later. Thì ra đó chính là lý do mà anh xí kẹo nghỉ game anh em ơi. Do là có công việc xung quanh cũng như là bên ngoài anh em à. Thì do là anh xí kẹo mới quay trở lại game, cho nên là Bé Lâm sẽ đứng yên ở nhà chấp chức sáu dáng nha anh em ơi. Và sau đó là sẽ lật kèo nha. Hãy chơi thế cho nó gọi là đẳng cấp anh em ơi. Cắn nha, cắn nha. Ok, bây giờ đứng yên ở nhà nha Lâm ơi. Rồi, một dáng đầu tiên rồi nha. Những bạn nào mà chơi game mà fan của anh xí kẹo mà từ xưa á, thì tôi nghĩ là tầm này level cũng 70-80 rồi anh em ơi. Bởi vì là anh xí kẹo chính là một mà youtuber đời đầu anh em mà làm về Free Fire ấy. Ngày xưa là tôi cũng hay xem video của anh xí kẹo anh em ơi, nhưng mà thời bây giờ thì anh xí kẹo bị lãng quên rồi ấy. Ok, bây giờ là hai dáng rồi nha. Ở đây anh em nào biết xí kẹo thì nhớ là comment ở dưới nha anh em ơi. Tôi nghĩ là những anh em nào mà chơi game mới gần đây thì cũng không biết là xí kẹo chính là ai đâu. Nhưng mà những anh em nào mà chơi game này đầu thì cũng sẽ biết là anh xí kẹo chính là một huyền thoại anh em ơi. Ngày xưa anh xí kẹo mới hay lắm luôn đó Thầy. Nhưng mà thời nay bố game mình cũng không biết là kỹ năng của anh xí kẹo là bây giờ như thế nào anh em ơi. Ok, đây rồi, bây giờ là để xem anh xí kẹo qua cũng như là có bắn luôn không nha anh em ơi. À đi rồi, bắn luôn đi. Bây giờ là ba dáng rồi nha. Nếu như mà các bạn mà còn thắc mắc về là xí kẹo chính là ai á, thì các bạn xem hết video này cũng như là ấn like cho mình xong ấy, thì các bạn lên cái mục tìm kiếm của YouTube là tìm xí kẹo là sẽ ra nha anh em ơi. Trời ơi, trời, ngày xưa anh xí kẹo bắn ghê lắm anh em ơi. Nhưng mà thời nay nói chung là nếu mà anh xí kẹo còn chơi game mà cũng ghê anh em à. Đấy, mà bỏ game thì mình không biết là trình độ như thế nào. Rồi, bây giờ là 4 dáng rồi nha. Theo như mà mình được biết á là anh xí kẹo này làm YouTube á là từ thời mà của AS Mobile này cũng như là Starboy VN em ơi và Lão Gió nha. Thì anh xí kẹo là từ xưa đã chịu sub gọi anh em ơi. Nếu như mà làm bây giờ là có khi là sub lại lâu đó là trên lệch với lại AS Mobile luôn ấy. Thì nhiều YouTuber đời đầu mà anh em. Rồi bây giờ là còn lại hai dáng nữa là Bé Lâm mới được bắn nha. Qua bắn lẹ đi. Có là Lâm ơi, trời ơi, trời, hôm nay Thiên Lâm đối đầu với lại là idol của nó anh em à. Gung quá anh Hai ơi. Ngày xưa là Bé Lâm là xem xí kẹo mỗi ngày luôn ấy. Rồi năm dáng rồi nha. Một dáng chấp cuối cùng nữa là chính thức Bé Lâm sẽ thua cuộc. Gì thua cuộc anh Hai? Quá lộn, chính thức Bé Lâm sẽ lật kèo anh em ơi. Đúng rồi đó anh Hai ơi. Trời ơi, trời, lâu lâu nhậm xíu làm gì căng mày. Đây rồi, anh xí kẹo qua rồi nha anh em ơi. À, bắn luôn đi anh xí kẹo ơi. Đây rồi, ok, xong rồi nha anh em ơi. Giây phút lật kèo đã đến rồi. Yeah, chứ mày lật kèo rồi. Để xem là ở trận đấu đầu tiên này Bé Lâm là có súng gì nha anh em ơi. Súng gì đây? Anh xí kẹo chính là người mua súng ấy. Ui, súng gì đây? À, M1887 anh em ơi. M1887 ngon. Tính ra là M1887 chính là một cái súng mà tôi nghĩ là cũng best của Bé Lâm đó anh em ơi. Em thấy cái M1887 này bắn dễ anh đào lắm anh Hai ơi. Cái M1887 này tôi thấy là Bé Lâm dùng là chung với lại là cây MB40 bích vàng anh em là cực kỳ bá đạo luôn ấy. Hết sọt luôn. Rồi bây giờ tỷ số là 1-6 rồi nha. Chưa đâu, còn lại là thêm 6 dáng nữa mà. Nãy giờ anh em chưa comment Bé Lâm cố lên á thì đừng quên là để lại một cái comment Bé Lâm cố lên nha, cho Bé Lâm là có động lực cũng như là kẹo anh xí kẹo đi anh em ơi. Để rồi, Phai Lan và Châu này chúng cái nệt luôn, trà ngủ là trời. Thanh niên Lâm này ném dở tới nhì. Đâu rồi, đâu rồi? Ê chứ mà kìa Lâm ơi. Ha, chơi. Đây rồi. Bình tĩnh nha, chuyện đâu còn có đó chứ. Ui, công nhận là anh xí kẹo bỏ game lâu nhưng mà quay trở lại mình thấy là di chuyển cũng khá là hay anh em sao ơi. Sao mà đã được nè. Ủa là Lâm ơi, hay quá. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Nuôi dạ Lâm ơi. Ui, Thanh Lâm này đối đầu với lại idol hình như là hơi gung đấy anh em ơi. Đây nè, yeah, hết sọt luôn. Rồi, bây giờ tỷ số là 2-6 rồi nha. Yeah, còn lại 5 dáng nữa là lật kèo rồi. Bây giờ đến lượt Bé Lâm mua súng anh em ơi. Đúng rồi, UMP Lâm ơi. Cái UMP này bắn
không được nè anh hai ơi. UMB đi anh em à, bởi vì là kem MB là phải đợi đến cuối cùng anh em ơi. Nãy có MB là kèo cho dễ nha. Ở lên năm ơi. Ai đu, đừng quan sót gì mày. Ui đúng rồi anh hai. À, bé Lâm làm gì đây, để xem là quan sót được không nha. Yeah. Trời ơi, một phát mà luôn kìa anh em ơi. Quái nồi tiếng Lâm đứng kè quất phát mà phải sọt luôn kìa. 36 nha. Từ từ, nếu như mà trong cái gián đấu này bé Lâm mà hết giọt được á, anh cho em là một cái súng level 7 luôn. Ok luôn hai. Đủ là trời, để xem là Thiên Lâm có hết giọt được anh sẽ kẹo nó không nha anh em ơi. À, UMB này làm gì đây, chơi. Sao mà đã được. Trời ơi, không những mà hết giọt mà nó phun đỏ luôn anh em ơi. Quái cá nồi thật sự luôn ấy, góp gì. Sương sương á là còn 3 gián nữa là bé Lâm chốt kèo win rồi anh em ơi. Dạ chứ mình chốt kèo win anh sẽ kẹo rồi. Đúng là thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng luôn, mới đây là đã 4 gián luôn rồi đây. Ok, 3 gián nữa. À, anh sẽ kẹo MB 40 nè anh em ơi. Ủa cái này cũng được nha. Trời ơi, xuống tủ với Lâm anh em ơi. Con ơi, à, chứ mà kìa. Từ từ. Khoan đã Lâm ơi, bây giờ là em đi chuyển khéo một xíu nha. Ok luôn hai. Lỡ như mà anh sẽ kẹo mà bắn vô trong đầu bé Lâm cái là coi như là bé Lâm sẽ thua luôn anh em ơi. Bởi vì là nó chỉ cần thua đúng một gián thôi là coi như kết thúc trận đấu này luôn ấy. Đâu rồi. Ui, như là anh sẽ kẹo bơm máu rồi anh em ơi. Ủa là thì sau khi mà anh sẽ kẹo mà solo với lại bé Lâm ở trong trận đấu này xong ấy thì anh sẽ kẹo tiếp tục cũng như là up game anh em ơi. Bởi vì là tôi nhắn tin kêu anh sẽ kẹo là tải game lại anh em ơi, quái nào thật sự ấy. Mà anh sẽ kẹo là còn nít ngày xưa anh em ơi, cho nên là mới trở lại ấy. Ok. Bây giờ sẽ không có bên tay. Như là anh sẽ kẹo bơm máu rồi anh em à. À, chứ mà kìa. Đây nè. Ui, bình tĩnh nha Lâm ơi, chuyện đâu còn có đó. Xin dính bị cậu. Hết sọt luôn anh em ơi. Tỷ số bây giờ được nâng lên là 5-6 rồi nha. Sao mà đỡ được. Bây giờ chính là một cái trận đấu cuối cùng để bé Lâm sao bằng tỷ số 6 đều nha. Rồi, căng nha. Ok, bây giờ là bé Lâm lên hết sọt được không vậy? Được chứ anh hai, coi em nè. Ui, từ bình tĩnh Lâm ơi. À, căng nha. Chủ là trời, anh sẽ kẹo bây giờ bắn kỹ rồi anh em ơi, không dám công lên luôn này. Tầm này mà bé Lâm mà công lên có khi lại nóng là hơi toan đây. Được nha Lâm ơi, khoan đã. Sao mà đã được nè. Còn khoa lên đầu này nhưng mà có ba mấy máu thôi anh em ơi. Ok, Thiên Lâm quyết định công lên này. À, chơi tới bến như mày. Ui, từ từ em di chuyển qua đây. Công nhận là anh sẽ kẹo qua trả lời game, mình thấy là chơi phải nó cực kỳ máu chiến anh em ơi. Từ từ lui về Lâm ơi. Tầm này là Thiên Lâm là nói chung hơi gán rồi đây. À chứ mà kìa. Sao mà đã được nè. Ui, bơm máu đi Lâm ơi. Bơm máu chắc kẹo đi mày. Bỏ bơm luôn hai chơi luôn nè. Chỗ gớm vậy. Rồi xong rồi Thiên Lâm chơi tới bến rồi anh em ơi. À, căng nha. Đu quẩy nồi. Tính ra là anh sẽ kẹo là nãy giờ tôi thấy là bé Lâm bắn rất là nhiều. Rồi xong. Kẹo sọt luôn. Cuối cùng cũng chịu nóc rồi anh em ơi. Tôi cứ tưởng đâu là anh sẽ kẹo là bất tử đi. Ok, 6 điều nha. Bây giờ trong gián cuối cùng này là bé Lâm nó mua cây M1857 anh em ơi. Ui, nguyên combo luôn anh em à. Cây này bắn được nên hai ngon lắm. Bây giờ là bé Lâm đang có định hình như là quan số anh sẽ kẹo anh em ơi. Để xem là ở trong cái gián cuối cùng này bé Lâm quan số được không nha. Rồi, combo M1857 anh em à. Coi quan số nè anh hai. Thế nhưng Lâm này trong cái nick của mình á, nó chơi mà nó không có lắp cái cây mà leo 7 anh em ơi. Nó chơi cây thế giới ngầm ấy. Hôm nay là tôi cho bé Lâm là nó ở trong nick tôi nó chơi luôn anh em ơi. Tại vì là đỡ phải vô trong nick bé Lâm rồi mất công là kết bạn này kia nó anh em ơi. Ok. Rồi từ từ lui về Lâm ơi. Để kẹo bên này để xin kẹo chạy lên nhận bắn. Ok. Bây giờ tầm này là 6 điều anh em ơi, căng nha. Không biết ai thắng đây. Bé Lâm mà thua là coi như khóc thét đó anh em ơi. Bởi vì là không biết bao giờ là mới solo lại được với anh sẽ kẹo ấy. Ui xong rồi, bé Lâm vừa bị bắn lén anh em ơi. Ghê nha. Ủa lên chơi. Đây rồi. Ui, mình nghĩ là anh sẽ kẹo là yếu rồi đấy. Ui nhưng mà hiện tại là anh sẽ kẹo đặt bông keo tròn bông máu rồi anh em ơi. Mà nói chung là bông keo tròn mà khi mà người ta đặt bơm máu ấy thì anh em sẽ không được đục keo này cũng như là nhảy vô bắn anh em ơi. Nè quan sóng luôn. Đây nè. Ui căng nha, lui về đi Lâm ơi. Căng quá. Kiểu là trời khác lẹt luôn rồi. Rồi đi rồi. Bắn đi Lâm ơi. Sao mà đã được chi. Yeah. Ok, cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã chiến thắng rồi nha anh em ơi. Tỷ số là 7-6 nha. Ui, một pha với nó là lật kèo ngoạn mục luôn anh em ơi. Anh hai hát ghê hả? Đây đấy, Thanh Niên Lâm này đối đầu với lại idol nói chung là gung nhưng mà vẫn là kèo được anh em ơi. Thì những anh em nào mới chơi game á không biết xí kẹo nhớ là tìm xí kẹo nha anh em ơi. Còn những anh em nào mà chơi game lâu bằng thời bé Lâm á thì tôi nghĩ là những anh em cũng biết là xí kẹo chính là ai gọi anh em à. Ok, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ dừng video ở đây. Bye bye.